Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại thông tin người nổi tiếng. Trước khi vào chương trình, mời quý khán thính giả hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của mình để có cái động lực bỏ ruộng lên làm MC chuyên nghiệp ha các bạn ha. Dạo này làm ruộng cũng khổ quá. 15 năm sau scandal chấn động showbiz Việt, Nguyễn Hồng Nhung trải lòng, từng không biết mình nên sống hay chết. Gần 15 năm trước, khi đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, Hồng Nhung bước chân vào con đường ca hát và được đánh giá là gương mặt đầy sức sống của làng nhạc Việt. Biên cô xảy ra khi cô chưa kịp tỏa sáng thì đã vụt tắt bởi scandal lộ ảnh nóng. Vâng, nghe câu chuyện này cũng hơi bị chấn động chút xíu ha các bạn ha. Do chính bạn trai của Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Nhung tung ra. Trước những cái lời dị nghị và sự bàn tán, bàn ra bàn vô của dư luận, cô quyết định từ bỏ tất cả để ra nước ngoài sinh sống. Nhưng cuộc sống nơi đất khách xứ người đã khiến cho người con gái này từng không biết mình nên sống hay nên chết. Lần đầu tiên trở về nước để tái ngộ khán giả, Hồng Nhung đã có những cái trải lòng xúc động về quá khứ và cuộc sống hiện tại của mình. Sau ca sĩ Hồng Nhung, tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân có một đứa con trai với người chồng đầu tiên, cháu tên là Scheller, và năm nay vừa tròn 6 tuổi. Đến thời điểm này, mỗi chúng tôi đều có một cuộc sống mới. Chồng cũ của tôi đã có vợ mới, còn tôi đã bước vào cuộc hôn nhân thứ hai và đã có thêm một bé gái tên là Su Kem. Hiện cháu được 17 tháng tuổi. Có điều tôi và bố của đứa con thứ hai vẫn chưa đăng ký kết hôn, chưa đám cưới, hiểu nôm na là chưa lấy nhau. Tuy nhiên, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là chuyện hôn nhân mà chính là đứa con trai đầu tiên. Bởi Scheller bị tự kỷ nên tới giờ vẫn chưa biết nói. Một năm trở lại đây, đứa con trai mới biết gọi mama. Đó là một trong những cái trở ngại khiến cho tôi bao nhiêu năm qua không nỡ xa con, nên không dám nhận lời đi lưu diễn quá xa, cũng chưa thể trở về quê hương để gặp lại khán giả. Từ khi nào mà biết con trai chị bị tự kỷ và chị đón nhận điều đó như thế nào? Tôi biết điều này lúc bố của con trai muốn ly hôn, khi ấy bé mới được 2 tuổi rưỡi. Cảm giác lúc đó của tôi giống như đang phải đón nhận hai cú sốc đến cùng một lúc. Thú thực, sau bao nhiêu năm chuyện kinh khủng xảy ra đối với tôi, tôi thấy ông trời lúc nào cũng xếp đặt để mình phải bị xuống đấy rồi mới từ từ bò lên. Và mỗi lần bò lên lại một cái nấc thang mới. Vì thế con người tôi á, khi ấy giống như được tôi luyện rồi, nên bình tĩnh đón nhận hai cú sốc đó, sau này mới ngấm dần. Lúc đó tôi chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất là gạt qua cái chuyện người đàn ông họ chia tay mình. Bởi con mình là tất cả, mình phải tập trung chăm con, không thể yếu đuối nằm một chỗ được. Vì vậy tôi chỉ nói với anh rằng ok, mình không hợp thì chia tay, nhưng vẫn phải tập trung hết mọi thứ cho con. Con người tôi là vậy, dường như lúc đau khổ nhất là lúc mình mạnh mẽ nhất. Như chị nói, con trai gần đây mới biết gọi mẹ. Chắc hẳn chị không thể nào quên giây phút khi cậu bé biết gọi tiếng mẹ đầu tiên. Vâng, rất hạnh phúc. Tôi cứ mong chờ mãi cái ngày ấy suốt bao nhiêu năm. Và đến khi nghe con trai bật tiếng gọi mama, tôi đã vỡ òa vì xúc động. Đó là một ngày tuyệt vời mà tôi không thể nào quên. Trước đó khi con trai không biết nói, tôi chỉ biết chạy vòng vòng theo con mà không biết con muốn gì. Giờ nghe con bật ra được tiếng gọi, mình đỡ ức chế và bế tắc hơn. Dù hiện giờ đứa con trai chỉ biết nói một vài từ đơn điệu như là mama, tivi, go home, nhưng con cũng biết thể hiện cảm xúc, ví như làm cho mẹ đau thì vuốt vuốt an ủi, thấy mẹ lắc đầu
thì biết mẹ không đồng ý việc gì hay muốn nhờ mẹ mở cái gì cái kia thì kéo mẹ ra. 6 năm vừa qua có lẽ là một quãng thời gian khó khăn với một bà mẹ có con tự kỷ, và chị đã làm điều gì để vượt qua chặng đường này? Tôi được giải thích rằng đứa trẻ bị tự kỷ thì trong bộ não không có đủ oxy, nên đêm á, cậu con trai thường không ngủ mà đi vòng vòng quanh nhà. Nhiều đêm tôi phải thức trắng nghe con la hét chạy nhảy. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người trong nhà nên phải cố gắng chạy theo con. Có những đêm tôi phải ngồi ôm, bóp chăm và giữ cho con trai khỏi bớt tăng động và chịu ngủ. Rồi con không chịu cầm thìa xúc mà gạt đi rồi lấy tay bóc ăn. Tới giờ thì con trai vẫn chưa biết tự mặc quần áo, tự tắm mà vẫn phải có mẹ, bà ngoại hay bà vú nuôi giúp đỡ. Phòng ngủ của tôi thì lúc nào cũng chất đầy đồ chơi, không biết bao nhiêu nghìn chiếc ô tô được con trai xếp theo ý của mình. Nhiều khi tôi phải đi rón rén, không dám dẫm chân lên, vì đi học về nhà là cậu con trai thấy đồ chơi bị xê dịch là ném đi. Đối với tôi, đó quả thực là những tháng ngày dài vô tận. Một bà mẹ đơn thân lại có con tự kỷ, để lại một lần nữa bước vào cuộc sống gia đình với người đàn ông khác, có lẽ không phải là chuyện dễ dàng. Cả hai phải đấu tranh tâm lý khi đến với nhau. Thực ra tôi mang ơn người đàn ông thứ hai, hay có thể nói là người chồng hiện tại của tôi rất là nhiều. Vì nếu không có anh, tôi nghĩ mình không sống được như vậy với cậu con trai đến già mà không cần phải có người nào khác cả. Bởi trước đó và cả bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của tôi vẫn là Chandler. Công việc tôi bận rộn và vất vả, hay phải bay show, con mình bị như vậy, thời gian và đầu óc mình nghĩ đến chuyện tình cảm riêng hay hẹn hò với ai đâu. Nhưng anh ấy từng là người bạn chứng kiến những cái bước đi của tôi với Chandler, đọc chính xác là Skyler. Anh ấy chỉ mong được ghé cái vai gánh vác với tôi. Ban đầu thì tôi cũng từ chối vì không muốn làm phiền ai hết. Nhưng rồi tình cảm chân thành của anh ấy dành cho tôi và Skyler đã khiến tôi cảm động. Bây giờ anh ấy hầu như là người lo lắng chính Skyler. Lúc tôi phải đi diễn xa nhà, cả khi tôi ở nhà, anh ấy cũng đưa Skyler đi học rồi đón về. Khi bé Sukem ra đời, anh ấy cũng quan tâm yêu thương Skyler như ngày nào. Tôi nghĩ đây có lẽ là người đàn ông mà ông trời bù đắp cho tôi. Việc cả hai đã chung sống, có con với nhau nhưng vẫn chưa kết hôn hay tổ chức đám cưới hẳn là có lý do nào đó. Tới giờ trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên, tới cưới hỏi đàng hoàng, tôi thấy đám cưới hay giấy tờ cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là tình cảm hai người đến với nhau có lâu bền hay không. Anh ấy cũng đã từng có một đời vợ và hai cậu con trai riêng. Giờ các con anh ấy đều đã lớn cả rồi. Với chúng tôi, điều cần thiết không phải là những gì thuộc về hình thức mà là tinh thần. Anh ấy vẫn có nói với tôi rằng anh muốn em muốn sao cũng được, miễn sao anh được chăm sóc cho em là ok. Vâng, Hồng Nhung và người chồng hiện tại và hai con Skyler, Sukem, tất cả nói chung là cũng khá là hạnh phúc rồi. Nhắc lại cái chuyện hôn nhân đầu tiên, có bao giờ chị tự mình lý giải vì sao nó tới tan vỡ không? Tôi nghĩ đó là chuyện duyên nợ. Mọi người vẫn hay nói nghệ sĩ nay đây mai đó thì hôn nhân không bền vững. Nhưng không phải như vậy. Không phải người ta không tốt, mà là tốt nhưng chưa phù hợp với mình. Vì thế tôi và chồng cũ quyết định trở thành bạn thân của nhau, cùng chăm sóc Skyler. Dĩ nhiên rằng tôi chia tay vì lý do nhiều, rất là nhiều, nhưng chung quy lại là hết duyên hết nợ thì họ rời nhau đi. Tuy nhiên với tôi á, thì anh ấy vẫn là một người tốt. Rõ ràng với một người phụ nữ đã từng trải qua những cái khó khăn, scandal như thế nào mà họ vẫn lấy mình, thì giống như trải qua để lại danh dự cho bố mẹ mình. Họ cưới hỏi mình tử tế. Khi đám cưới chúng tôi không bay về Việt Nam, nhưng gia đình nhà chồng vẫn mang trầu cau đến tận nhà tôi, leo mấy tầng gác để xin dâu. Đó là điều khiến tôi thấy được ấp ủ và an ủi, cảm giác mình vẫn phần nào trả hiếu được cho bố mẹ. Mối quan hệ giữa chị và chồng cũ hiện như thế nào?
Anh ấy đã có vợ mới rồi và cô ấy cũng là bạn thân của tôi. Thật ra tôi nghĩ người đàn ông hết duyên hết nợ với mình thì mình phải mừng cho họ khi họ có hạnh phúc mới. Dẫu gì thì cũng từng yêu thương nhau mà giờ chẳng lẽ quay sang nhau coi như kẻ thù. Đây vẫn là bố của con mình cơ mà. Nếu anh ấy được hạnh phúc thì mỗi lần con mình về bên họ, con cũng được hạnh phúc. Lần sau 15 năm kể từ khi sang Mỹ định cư, chị mới quay trở lại quê nhà. Hỏi thật, ngoài việc không muốn xa bé Shakiler lâu ngày, có cái lý do nào khiến chị ngần ngại và lưỡng lự để tới bây giờ mới trở về hay không? Quả thật trước kia tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho sự trở về, cộng thêm điều kiện gia đình và con cái như bạn nói. Đến giờ phút này tôi nghĩ nếu không có lần đầu tiên thì sẽ không có những cái lần tiếp theo. Lời mời trở về nước biểu diễn lần này lại được đưa ra từ chính những người anh chị em mà mình xem như gia đình trong nhà. Vậy nên tôi quyết định về. Rõ ràng những cái chuyện không vui xảy ra trong quá khứ giúp tôi trưởng thành hơn. Và câu chuyện scandal trước kia của tôi, bây giờ mọi người cũng thay đổi suy nghĩ rồi, không còn định kiến như trước nữa. Bạn bè của tôi á cũng từng lâu nói rằng là thôi mày về đi, chuyện đó bây giờ bình thường. Nhưng việc đó trong lòng tôi vẫn là vết sẹo quá sâu và quá lớn. Từ đó đến nay thì chị có bao giờ bị người cũ, người này đã gây scandal cho mình không? Có bao giờ gặp lại không? Chưa. Và tôi nghĩ mình không đủ sức để đối diện. Hồi đó tôi quá non nớt và ngây thơ nên những cái chuyện đó xảy ra với mình như một cơn ác mộng, và chắc chắn ác mộng mà không ai muốn gặp cả. Nhưng nếu giả sử tình cờ gặp lại, chị nghĩ mình sẽ đối diện thế nào? Chắc là sẽ không nhìn mặt, sẽ đi luôn. Làm sao có thể nói được gì với một người từng ra gây cho mình cái đeo khổ như thế này? Với tôi đó là một cơn ác mộng, là tì vết không bao giờ có thể gột rửa được trong cuộc sống. Dẫu sao mình vẫn là người phụ nữ Á Đông. Vừa rồi tôi lại gặp mấy người bạn, họ bảo hồi đó tao tưởng mày chết rồi, tự tử rồi. Nghĩ lại tôi hiểu mình không lựa chọn mình con đường đi, nhưng có thể lựa chọn tâm thế khi phải đối đầu. Nói thật, hồi đó khi sang bên Mỹ, tôi cũng phải đi điều trị tâm lý rất là lâu. Vì thỉnh thoảng tôi cứ tự chui vào tủ quần áo rồi thu mình ngồi khóc, vì cô đơn, vì áp lực, vì những ký ức kinh hoàng ùa về, thành ra khiến mình bị sang chấn tâm lý. Khi đi bác sĩ, họ nói tôi phải tập lại những cái đó ra khỏi cái đầu mình. Tôi không cho chúng trở về. Dần dần vết thương trong tâm hồn lành dần. Tôi nghĩ nếu những cái điều tươi sáng và nghĩ đến những cái điều tươi sáng hơn. Giai đoạn kinh khủng ấy có bao giờ chị nghĩ đến tiêu cực và nghĩ nhiều sâu hơn không? Tôi đã nghĩ đến một cái điều gì đó không được tốt lắm ở bên Mỹ một lần, nhưng không sao. Khi cảnh sát và mọi người đưa tôi vào viện để rửa ruột, họ có đưa thêm một bác sĩ đến nói chuyện với tôi để tôi bình tâm trở lại. Tuy nhiên lúc đó trong người tôi không có giấy tờ gì, tôi sợ bị phát hiện nên đã trốn khỏi viện. Cuộc sống sau đó là những cái chuỗi ngày vất vả cô đơn. Về không được mà ở lại cũng không xong. Nhiều đêm lang thang thấy gia đình người ta vây quần, nhất là dịp Giáng sinh hay lễ Tết. Tôi tủi thân nghĩ không biết mình nên sống hay nên chết. Sống ở xa mà không có gia đình, mỗi lần gọi điện về cho mẹ tôi đều bảo con ổn không sao cả. Nhưng cúp máy, nước mắt lưng tròng. Chị có bao giờ oán trách những điều tồi tệ xảy ra đến mình trong cuộc sống? Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại không may mắn như vậy. Tôi nhận ra mình sống quá đáng tin người, đặt niềm tin vào những người xung quanh quá nhiều nên mới bị như vậy. Nhưng khi tìm đến tâm linh, tôi cho rằng đó là cái nghiệp mà mình phải gánh vì nợ ở một nơi nào đó, từ vô lượng kiếp nào đó. Vì thế mình chỉ có cách nên tu nhân đức tính, làm công đức để cho lòng được thanh thản và nhẹ nhõm. Tôi nghĩ rằng những người gây chuyện tồi tệ với mình là họ đang giúp mình trả nghiệp. Bởi vậy tôi thấy mọi thứ bình thường hơn. Giờ nếu có ai đó chạy đến mắng chửi vào mặt mình,
Tôi cũng cảm ơn họ, tôi học được cách chấp nhận và nhẫn nhịn để trưởng thành hơn. Vâng, ngày 7 và ngày 8 tháng 3, Nguyễn Hồng Nhung sẽ tham gia chương trình Khi Ta Yêu tại Hà Nội cùng với ca sĩ Minh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Bằng Kiều. Ban tổ chức chương trình cho biết thì họ đã làm hồ sơ cho ca sĩ này về hát. Vâng, một câu chuyện có nghĩa là nhắc lại đến Nguyễn Hồng Nhung. Có lẽ rất là nhiều người vẫn nhớ đến một scandal, phải nói rằng rất đau khổ của Nguyễn Hồng Nhung. Rất là chấn động 15 năm trước, chấn động showbiz Việt. Tuy nhiên, cô đã đứng lên vững chãi. Chúc cho Nguyễn Hồng Nhung sức khỏe, dồi dào, chúc cho gia đình hạnh phúc. Chúc cho các khán thính giả gặp được nhiều may mắn. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube như các bạn nha. Bye bye mọi người, mình vẫn thích Nguyễn Hồng Nhung hát.